Những đặc tính của tình yêu phần 1. Tình yêu không là tranh vẽ, hình ảnh không thực, nhưng tình yêu sống động cụ thể có mặt trong thời gian không gian cố định, được gọi tên định hình, tạo thành dáng. Tình yêu gắn bó với một con người đang sống, đang có mặt. Tình yêu biểu hiện trong đời sống thực, thường ngày, trên môi miệng, trên khóe mắt, trong từng cử chỉ hành động của một con người ở tại đây và lúc này. Vì thế mới có những mệnh đề: anh A yêu chị B, anh yêu em, mẹ thương con, chúng ta yêu đồng bào. Tình yêu như thế ở trên da thịt, lặn trong máu, văng vẳng theo tiếng cười, ngậm ngùi trong tiếng khóc. Tình yêu mang định mệnh, dáng vóc, lý lịch, thành tích của con người và trôi dạt với dòng đời lịch sử ấy. Nhiều nhà tâm lý cho rằng sống yêu thương là người ta phải hội đủ 7 đặc tính sau đây của tình yêu. Thứ nhất, lòng tốt. Lòng tốt là mưu tìm hạnh phúc của người khác trước hạnh phúc của riêng mình. Người tốt bụng là người luôn quan tâm đến nhu cầu của người chung quanh và nỗ lực đáp ứng nhu cầu ấy. Nhường chỗ ngồi cho người già tật nguyền trên xe buýt, dắt em bé mù lòa qua đường, bỏ thời giờ đi lo giấy tờ cho người không biết chữ, thăm nom người già neo đơn, giúp đỡ láng giềng trong cơn hoạn nạn. Tất cả là lòng tốt phát xuất từ trái tim của một con người biết yêu và đang yêu. Lòng tốt có thể bị hiểu lầm từ chối, nhưng với tình yêu đích thực, lòng tốt vui lòng chấp nhận như hạt giống tốt phải được chôn vùi thối rữa trước khi sinh mầm nảy đọt. Lòng tốt có thể thay đổi người khác, vì tự nó lòng tốt là một hành động vô vị lợi, không so đo trả giá. Tôi luôn tốt với anh, dù anh đối với tôi thế nào đi nữa. Chính vì vô vị lợi mà lòng tốt đã cảm hóa nhiều trái tim, biến đổi nhiều cuộc đời. Lòng tốt tuy tốt nhưng không mị dân, không đồng lõa với điều xấu, cũng không lạm dụng cái tốt của tấm lòng để mồi chài bịp bợm. Người có lòng tốt luôn tự đào tạo để đời sống của mình trở thành phương châm: chỉ tình yêu thôi đã quá đủ cho tôi. Không những bằng hành động, lòng tốt cần được bộc lộ qua lời nói, khi ý thức ngôn ngữ có sức mạnh chữa lành, nâng đỡ, làm sống lại. Người có yêu thương sẽ cư xử tốt đẹp với mọi người bằng những lời nói tích cực, kính trọng, khuyến khích, chân thực và dễ thương. Thứ hai, kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chấp nhận những bất toàn, khiếm khuyết của người khác. Sở dĩ ta nhanh chóng và dễ dàng bẩn gắt, khó chịu, giận dữ người khác là vì ta không chịu nổi những thiếu sót, khuyết điểm của họ. Người tiếp bàn chưa kịp mang đồ ăn, ta đã vội nóng chửi rủa. Bác tài xế chưa kịp đón ta trước văn phòng, ta đã nổi quạo, gắt gỏng, đe loi. Ta quên rằng không ai hoàn hảo và mọi người đều đang được phát triển, đổi thay. Tin vào khả năng nên tốt hơn nơi người khác là đức tính của người có lòng yêu thương chân thực. Như thế, kiên nhẫn là yêu thương một con người dù người đó chưa hoàn hảo và có thể chọn lựa những đường hướng hoàn toàn khác mình. Người kiên nhẫn khẳng định mình không có quyền kiểm soát người khác như kiểm tra một cỗ máy, mà chỉ có thể ảnh hưởng trên người khác. Và lòng kiên nhẫn là điều kiện để ảnh hưởng trở thành ảnh hưởng tích cực xây dựng. Kiên nhẫn cũng là hiền dịu nhẹ nhàng. Hiền dịu khi lắng nghe và nhẹ nhàng khi kiểm điểm. Hiền dịu của kiên nhẫn không đồng nghĩa với nhu nhược, né tránh, nhưng là kiên trì trong tình yêu với chủ đích khơi mào hay nối lại cuộc đối thoại tìm chân lý. Người kiên nhẫn không ngại nói không, cũng không sợ nói có. Nếu có hay không sẽ mang lại ánh sáng chân lý và mở đường tiến lên cho đối tượng. Kiên nhẫn đòi chấp nhận thực tại, ngay cả thực tại có phũ phàng, bi đát đến đâu,
và tập trung tất cả vào công tác tìm giải pháp hơn là bối rối chú tâm vào vấn đề. Hầu hết nguyên nhân của những đổ vỡ trong tình yêu là vì người trong cuộc đã quá chú tâm đến vấn đề mà quên đặt trọng tâm vào giải pháp. Trong thực tế, có những lúc lòng kiên nhẫn bị cám dỗ xuôi tay đầu hàng. Trong tình huống ngặt nghèo này, tiêu chuẩn hành động phải là ưu tiên cho tình nghĩa. Nói cách khác, thà thất thu lợi nhuận vật chất còn hơn tổn thất tình người. Cơn cám dỗ phát sinh từ tính nóng nảy vội vã. Tính này là con đẻ của lòng kiêu căng. Chính tính kiêu căng thúc ta phản ứng căng thẳng, ngang ngược, phách lối, gia trưởng, trịch thượng và dữ tợn với người khác. Vì kiêu căng, ta cho mình có lý và người khác không xứng đáng hưởng sự uyển chuyển nhượng bộ của ta khi họ có lỗi lầm, thiếu sót, sơ hở, vụng về. Sau cùng, để có thể kiên nhẫn với người, ta phải tập kiên nhẫn với chính mình. Đừng quá nặng lời nguyền rủa mình khi mình chưa hoàn hảo. Đừng nóng lòng sốt ruột khi mình còn xa đích tới. Cố gắng tận lực, nhưng đừng quên thời gian cũng là một yếu tố quan trọng. Hình ảnh em bé tập đi, ngã lên ngã xuống nhiều lần. Ngã, em lại lồm cồm đứng dậy, đi tiếp, ngã tiếp, cho đến khi em bước đi thoăn thoắt trên đôi chân đủ vững để mang lấy tuổi đời. Thứ ba, tha thứ. Đặc tính không thể thiếu trong tình yêu là tha thứ. Yêu mà không tha thứ là chưa yêu. Tha thứ không là một hành động nhất thời đột xuất, nhưng là thái độ thường xuyên có mặt trong cuộc sống yêu thương. Thế giới càng bị bạo lực thù hận khống chế thì khả năng tha thứ càng phải được mở lớn tăng cường. Vì sống là sống với, sống với người khác, sống với những cái khác của người khác. Cái khác sẽ phát sinh cá biệt và cá biệt thường làm cớ cho ly tan. Vì phải sống với nên thiếu yêu thương không tha thứ, con người sẽ trở thành địa ngục của nhau. Địa ngục khi ấy sẽ có mặt ngay trong tâm hồn, giữa gia đình, bao trùm xã hội. Và lửa nóng hận thù của địa ngục sẽ thiêu rụi đời sống vốn đã ngắn ngủi của chúng ta. Đặt vấn đề tha thứ, ta chạm mặt ngay với nhu cầu công lý. Một người chồng bị vợ cắm sừng giận dữ nói: "Tôi không thể tha thứ cho vợ tôi và nhân tình của bà ấy vì những điều xấu họ đã làm ảnh hưởng trên uy tín và danh dự của tôi và các con tôi." Ông nói vậy là đúng, và tình cảm bực bội giận dữ của ông là chính đáng. Vì quả thực việc làm của vợ ông đã không hợp đạo lý và phải được trả giá. Thực ra, sức mạnh biến đổi của tình yêu không hủy bỏ thao thức và khao khát công lý nơi mỗi người. Sức mạnh ấy chỉ cắt nghĩa cho ta tại sao công lý phải được thực hiện. Khi đặt vấn đề tại sao, ta đã mở đường cho người yếu đuối trở về bằng dành cho tình yêu một chút ưu tiên trên cán cân tình yêu công lý vốn đang thăng bằng bất phân nhẹ nặng. Khi đặt vấn đề tại sao, ta đã nhắm đến lợi ích cho chính người xúc phạm đến ta hơn là thiệt hại ta chịu. Bởi chính khi đó ta nhận ra con người được sinh ra để yêu thương và được thương yêu. Chính trong bản chất yêu thương này, ta nắm độc quyền tha thứ hay không tha thứ cho người khác. Và đây chính là lúc ta tuyệt đối tự do để quyết định như một cuộc đánh đổi. Thế thăng bằng giữa công lý và tình yêu luôn là một thế thăng bằng căng thẳng, đã từng làm nát lòng nhiều người. Người chồng muốn tha cho người vợ ngoại tình, nhưng công lý níu kéo anh, làm anh do dự. Rồi vì lòng tự trọng quá đáng và tính kiêu căng, anh ngần ngại làm một bước tha thứ. Thực tế đã cho thấy, tha thứ đã cứu sống và xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn. Quả thực, tha thứ là một yếu tố quan trọng trong liên đới nhân loại.
người ta cần tha thứ cho nhau vì mọi người đều có tự do yêu và ghét. Chính vì có tự do nên ta có thể đi lệch đường, chọn lựa những điều xấu làm tổn thương chính bản thân và những người chung quanh. Người cha bê tha rượu chè cờ bạc sẽ làm hại chính bản thân ông và ảnh hưởng tai hại trên vợ con. Vì có tự do, ông đã sai đường làm bậy, gây nên hậu quả trầm trọng. Nay hối hận muốn trở về hạnh phúc bên vợ con, ông cần được thứ tha. Tha thứ cần thiết vì trong tương quan với người khác, ta luôn bị lôi cuốn bởi tính ích kỷ. Vì chỉ nghĩ đến mình, cho mình, vì mình mà tương quan giữa ta với người khác dễ trở nên xấu. Bao lần ta đã chơi xấu anh em, lợi dụng đồng nghiệp, bóc lột cấp thừa hành, mưu đồ lật đổ cấp trên. Những lỗi lầm của ích kỷ biến ta trở thành người có tội với anh em. Để hòa giải trở về với nhau trong tình bạn, tình đồng chí, ta cần đến lòng bao dung tha thứ của người mà ta đã xúc phạm, chơi xấu. Đời sống con người là một chuỗi dài những tháng ngày. Ở đó con người có mọi khả thể xúc phạm làm tổn thương người khác và bị người khác xúc phạm làm tổn thương. Nếu thiếu lòng bao dung tha thứ, nói cách khác, nếu không ai tha thứ cho ai được, thì xã hội loài người sẽ chỉ còn là xã hội của công lý và nhà tù. Nếu ích kỷ là tính tự nhiên phải vượt qua, thì tha thứ chính là kết quả của một lần vượt qua, của lựa chọn giữa tình yêu và công lý, khi ta can đảm dành cho tình yêu một chút ưu tiên. Tuy thế, tha thứ cũng có những giới hạn của nó. Tha thứ không là một hành động dễ dãi vô nghĩa, vì tha thứ chỉ có giá trị khi người được tha nhận ra sai trái lỗi lầm của mình và có thiện chí đứng dậy làm mới cuộc đời. Tha thứ không hủy bỏ những hậu quả của lỗi lầm đã gây ra. Người cha bỏ rơi con mình khi con mới sinh phải chịu hậu quả những thua thiệt của con suốt những năm tháng cha đã vô trách nhiệm. Sự tha thứ cho phép mở ra một tương quan tốt đẹp giữa cha và con, nhưng không khép lại những hậu quả mà con đã phải gánh chịu vì sự vô trách nhiệm này. Tha thứ không có nghĩa lập tức tạo lại lòng tín nhiệm. Sự phản bội triệt tiêu lòng tín nhiệm, nên khi tha thứ cho người phản bội, ta không thể tin họ như trước. Lòng bao dung tha thứ chỉ mở cho người ấy một cánh cửa, qua đó và với thời gian, lòng tín nhiệm mới dần dần được tái lập. Tha thứ không xóa ký ức, vì bất cứ một biến cố nào cũng ghi sâu trong tim óc. Vì thế, tha thứ đòi ý chí của người tha thứ tập trung vào tương lai, thay vì quy chiếu về quá khứ của người lầm lỗi. Qua những dòng trên, ta thấy tha thứ là một hành trình gian khó, đòi vượt tính kiêu căng ích kỷ, vượt chính mình để yêu thương người đã xúc phạm làm hại mình. Tha thứ khó, nhưng là nét đẹp cao quý của loài người, là tuyệt tác của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu với tình yêu, người ta mới có thể tha thứ. Vì khó, nên tha thứ cần được tập luyện trau dồi phát huy mỗi ngày. Một vài bí quyết giúp ta tập sống mỗi ngày, tuyệt tác của tình yêu là tha thứ. Ta hãy tự nhắc nhở, mình cần được tha thứ và tha thứ liên lỉ vì nhân vô thập toàn. Nhanh nhẹn và không ngại ngùng xin lỗi nếu sai lỗi, vì xin lỗi là hành động có ý thức trách nhiệm của người trưởng thành. Chấp nhận nóng giận như thoáng mây trôi nhanh, nhưng không biến nóng giận thành oán hận, bằng cách thay thế tình cảm nóng giận bằng tình cảm bao dung khi nghĩ, rất có thể mình cũng sẽ rơi vào tình trạng yếu đuối này. Và sau cùng, biết mỉm cười tự khen thưởng khi không lấy oán báo oán, lấy ác trả ác, hay răng đền răng, mắt đền mắt. Vì người gieo hạnh phúc tình yêu là người có tình yêu hạnh phúc. Kẻ gieo giống ác hung bạo cũng sẽ gặp khốn khó, tai ương.